Công an huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã điều tra rõ bắt giữ đối tượng Trương Văn Hải, sinh năm 1994, trú ở phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lập tài khoản Facebook đăng tải bài viết nhận chuyển đồ khô, quần áo, mỹ phẩm, thuốc lá giá rẻ vào fanpage hội những bà bầu ở Korea. Nếu có người chuyển tiền, đối tượng này liền thay sim tạo tài khoản Facebook mới để lừa tiếp. Từ đầu tháng 6 cho đến khi bị bắt, Trương Văn Hải đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn cả nước.